Xin chào các em. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em cái bài tập về đoạn mạch xoay chiều chỉ có một tụ điện sử dụng định luật Ohm. Bây giờ chúng ta với mạch này thì có thể hiểu là đây một tụ đây, mạch duy nhất đoạn mạch AB nào đó chỉ có một tụ điện. Bài này áp dụng bài này có đề như sau: một tụ điện khi mắc vào nguồn có điện áp U bằng U căn 2 cốt mở ngoặc 100 pi cộng pi đóng ngoặc đơn vị volt thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 2 A. Nếu mắc tụ vào nguồn U bằng U cốt mở ngoặc 120 pi cộng 0,5 pi đóng ngoặc lại đơn vị volt thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là Y bằng bao nhiêu? Thì bài này chúng ta chú ý một điều là sử dụng định luật Ohm thì chúng ta sẽ có mối quan hệ giữa cường độ dòng điện hiệu thế và hiệu điện thế hiệu dụng với tổng trở là như vậy, mà chúng ta có U giữ nguyên này, ZC là bằng 1/Ωc. Vậy nhân nghịch đạo lên thì chúng ta sẽ có được là quả này là Omega C nhân U. Vậy áp dụng cho Y1 thì chúng ta sẽ có Omega 1 nhân C nhân U1. Còn Y2 thì sẽ bằng Omega 2 C nhân U2. Thì chúng ta lập tỉ số giữa Y1, Y2 chia 1. Vì lý do là chúng ta cần tính Y2 nên thầy sẽ lập tỉ số Y2 trên Y1 ha, bằng Omega 2 C nhân U2 nhân Omega 1 C nhân U1. Thì cái này là rút gọn là C chia C rút gọn, cái này có thể viết là Omega 2 Omega 1 nhân với U2 trên 1 thì giờ U02 chúng ta viết theo U0 được. U01 là giá trị cực đại. Thái số nó có Y2 sẽ bằng U2 nhân U02 đến U1 nhân U1. Số liệu của bài là 120 pi nhân U2, U02 là U chia cho 100 pi là Omega 1 này nhân với Y2 là 2, xin lỗi Y1 là 2. Ở giờ này đây viết tiểu U1, U01 đó rồi. U01 là U căn 2 ha. Vậy từ đó Y2 sẽ bằng gì? Pi dành được pi, U dành được U thì chúng ta sẽ có là 1/2, 2 chia căn 2 sẽ là bằng căn 2. Vậy chúng ta chọn đáp án là A. Rồi, đây là bài cho thấy mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa U và Y nha, và cũng như là giá trị của tốc độ góc hay tần số góc. Rồi, chào tạm biệt các em.